Xin chào anh em, lại giới thiệu với anh em thêm một cây guitar classic quen thuộc dòng Flamenco được thanh lý với giá rất là tốt nữa nha anh em nha. Hôm trước mình có đăng một cây GX25 nha anh em, hôm nay một cây GX35. GX25 bán rồi nha anh em nha, GX25 bán rồi. Cái này là GX35 Pro. Thông thường ở series 35 này anh em mua trên thị trường là tầm 8 triệu rưỡi nha anh em nha. Hên lắm anh em mua được giá 8 triệu nha. Tên của đàn mình để trên màn hình, anh em nào mà quen những dòng đàn này thì chắc là rất là rành về giá rồi. Mình nói cho những anh em nào chưa biết nha, thì giá thị trường là tầm khoảng nhiêu đó nha anh em nha. 8 triệu rưỡi, 8 triệu là giá hên lắm á. Còn cây này giá rất là rẻ, phải nói là cực kỳ rẻ cho anh em mình luôn. 6.500.000 nha anh em nha. Anh em không nghe lầm đâu, một cây duy nhất thôi, 6.500.000 là cái giá không bao giờ anh em mua được trên thị trường luôn, một cây duy nhất. Thì lâu lâu anh em cũng thấy là lâu lâu mình sẽ có những cái đàn thanh lý cho anh em 7 triệu 6 triệu 8, cây này thì lại 6 triệu rưỡi, là rẻ hơn nữa nha anh em nha. Đàn đẹp hoàn toàn, kèm bao zin của hãng, kèm dây sạc nha anh em nha. Tất nhiên là không có dây mà gắm giắc cam ly đâu. Nhiều anh em hỏi mình chơi bán cái đàn 5-6 triệu mà sao không có dây giắc cam ly. Cái đàn nó 5-6 triệu là đến cái giá nó quá rẻ luôn anh em. Như cái đàn này đi, mình bán hiện tại mình đang bán là 6 triệu rưỡi, là giá rất là rẻ luôn rồi. Cho nên những cái phụ kiện không bao giờ nó có theo đàn đâu. Bên mình chủ yếu là bán chất lượng đàn cho anh em thôi nha. Còn bán đàn mà tặng phụ kiện, tặng những cái món đồ đi theo là người ta tính giá tiền trong đó hết rồi anh em ơi, chứ không ai mà lấy của túi bỏ ra tặng cho anh em hết đó nha. 6.500.000 là mức giá rất là rẻ anh em, chất lượng tốt. Cái đời 35 này thì cấu hình top đó là solid anh em, đừng có thịt đó. Chất lượng nó tốt không, âm nó hay, ngoại hình nó đẹp, nói chung cái đàn nó hoàn hảo. Và đàn kèm theo như nãy mình nói anh em á, là đàn kèm theo bao của hãng nha anh em, bao Flamenco, tất nhiên là bao mới rồi anh em. Nguyên hộp luôn nha. Đàn, bao, dây sạc, phím gãy đàn, ti chỉnh cần nha anh em. Đẹp hoàn toàn luôn nè, đàn thanh lý giá tốt, đẹp 100%, đẹp hết, hoàn toàn đẹp hết. Đàn này đang sử dụng là EQ M2 nha anh em nha. Cái bản cũ, cái bản mới nó sử dụng EQ Flamenco, cái này là bản thanh lý anh em, bản thanh lý nó sử dụng EQ M2 thì nó y chang nhau, nó khác cái chữ thôi nè, khác cái chữ. EQ này nó sử dụng hiệu ứng, nó có các hiệu ứng anh em cũng biết rồi đó. Hiệu ứng có loa bên trong đàn nha, có loa trong đàn và có kết nối Bluetooth nha anh em. Anh em có thể kết nối Bluetooth hoặc sử dụng loa trong đàn không cần cắm jack cũng được nha. Cắm jack vào thì tiếng nó lớn hơn, đại khái tiếng nó lớn hơn của hiệu ứng này nọ. Còn đàn thì đẹp, ngon lành, chất lượng và 100% là nguyên zin và không một chút lỗi lầm luôn nha anh em nha. Một cây duy nhất thôi anh em, một cây duy nhất 6.500.000. Anh em nào mà săn những cây đàn này chất lượng giá rẻ thì cây này nó quá ngon anh em, không có cơ hội nữa để mua đâu. Cho nên nó chỉ có một cây thôi, lâu lâu anh em mà săn anh em phải canh những cây này, mà anh em có quyền tham khảo, có quyền nghiên cứu, nhưng cái thời gian anh em nó phải nhanh chứ không là không có kịp nha anh em nha. Có một cây, có nhiều anh em thấy rẻ, thấy tốt, thấy ngon muốn mua lắm mà nghiên cứu lâu quá, lúc nghiên cứu xong mình bán mất tiêu rồi nha anh em. Một cây một duy nhất. Tổng quan cái đàn mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em nghe. Đây, đẹp hoàn toàn nha anh em nha. Đàn nguyên hộp, nguyên thùng luôn. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi, anh em coi gần đàn nha. Mình quay cho anh em cho đủ thủ tục, chứ cái đàn nó đẹp hoàn toàn rồi anh em. Mặt tớp nè, đẹp hoàn toàn nha anh em nha. Đàn mới nó đẹp là chuyện bình thường, anh em được cái bán rẻ thôi. Solid top nha anh em nha. Solid top, series 35 là solid top. Tem đàn đây. EQ Bluetooth kết nối, này là cổng sạc của đàn nha. Kết nối Bluetooth, có loa bên trong đàn đầy đủ. Lưng này đẹp hoàn toàn. Mình quay cho nó đủ thủ tục thôi, chứ cái đàn đẹp thì chuyện nó đẹp là chuyện bình thường anh em. Cần đây anh em. Đẹp nha. Khóa đẹp hoàn toàn. Anh em nhận đàn mà không đẹp như vậy anh em trả lại mình đền cho anh em gấp đôi. Cứ yên tâm, đàn là cam kết nó đẹp hoàn toàn luôn. Cái đàn đẹp thì chuyện nó đẹp là chuyện đương nhiên rồi nha. Rồi mình đo cái action cho anh em coi, dây số 1 nè. Action đẹp luôn, thấp hơn chuẩn miếng luôn anh em. Chuẩn trên đây, dây thấp vậy. Dây 6 chuẩn luôn anh em. Đó, thấp hơn chuẩn miếng. Và cái ngựa của nó còn rất nhiều nha. Anh em mình muốn hạ xuống nữa vẫn được, nâng lên vẫn được nha. Rồi mình test cần phím cho anh em nghe. Cần phím ngon lành hết, không rè, không tẹt, không lỗi phím nào nha. Mình sẽ rải vài hợp âm để anh em nghe và cảm nhận cái âm mộc của đàn. Ừ.
anh em thấy không? Âm mộc rất là hay luôn anh em. Thí dụ như anh em muốn sử dụng cái loa ở trong thùng đi thì nó sẽ hỗ trợ cái tiếng này nè, nó có độ vang, độ ngân hơn và nó lớn hơn một chút nha anh em nha, nó lớn hơn một chút chứ không phải nó lớn ầm ầm đâu nha. Ở đây anh em nhấn nút này nha, nhấn nút này nó mở nguồn lên đó. Khi nó mở nguồn lên như vậy thì nó sẽ sử dụng cái loa bên trong, anh em thấy nó vang hơn không? Đó anh em thấy không, thì khi mình đánh thì tiếng nó sẽ vang lên vậy. Cái độ vang của nó tùy thuộc theo anh em muốn nhiều hay muốn ít nha. Cái độ vang đó mình có thể chỉnh được nhiều rất là nhiều, hoặc là ít rất là ít, hoặc chút xíu vậy chẳng hạn như nha anh em nha. Đó là độ vang của đàn. Thì khi anh em gắm âm ly thì cái độ vang nó cũng y như vậy. Khi nó chuyển âm ly thì nó tiếng nó lớn hơn, tự nhiên nó khuếch đại qua cái loa anh em. Còn muốn kết nối Bluetooth, anh em nhấn bên đây nha. Đó, nó sẽ hiện lên cái đèn xanh lá cây này và nó kêu cái tiếng như vậy nha anh em. Thì anh em lấy điện thoại ra và kết nối Bluetooth vào, anh em mở nhạc trên điện thoại, mở bài hát hay mở những ứng dụng trên điện thoại, nó sẽ sử dụng qua cái đàn luôn nha anh em nha. Nó sẽ phát tiếng qua cái loa trong cái đàn này nè, rồi anh em có thể đàn theo để tự tập luyện một bài hát mà anh em thích. Rồi mình không xài đến, mình sẽ tắt cái đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối âm ly để anh em nghe thử cái âm của đàn khi kết nối âm ly. Kết nối âm ly thì anh em không có cần mở cái nút này đâu, không cần mở nguồn. Không cần mở nguồn đâu, tự gắm vào tự nó sẽ bắt tiếng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đánh nè. Anh em thấy không? Kết nối âm ly để nhẹ thôi là nó sẽ bắt tiếng rồi. 6 giây, ngon lành nha anh em. Bây giờ mình sẽ rải vài hợp âm để anh em nghe và cảm nhận cái âm của đàn khi mà nó kết nối với âm ly nha. Tiếng ra EQ rất là lung linh luôn, tại vì nó có hiệu ứng. Nếu mà tiếng bình thường thì nó sẽ ra cái tiếng mọc của cây đàn. Anh em có thể tắt cái hiệu ứng đi thì nó sẽ ra tiếng mọc nha. Còn anh em muốn sử dụng hiệu ứng thì nó sẽ ra cái tiếng hiệu ứng nó long lanh giống như vậy đó anh em. Thì cây đàn chất lượng tốt, âm hay, ngoại hình đẹp và ngon lành hết nha anh em nha. Giá mình đang bán là 6.500.000 một cây duy nhất này nha anh em nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.